đâu nha. Chào, cảm ơn các bạn quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay như lời đã hứa thì Liêm sẽ làm một cái bát nữa, bát 2, nói về cách setup chuồng trại cho Sukata và rùa cạn nói riêng. Đó thì anh em thấy không, cái chuồng của mình á là nó sẽ có bố cục như thế này. Nó cũng như cái tất cả các loại bò sát khác, thì anh em làm chuồng, anh em làm sao cho cái điểm sưởi á đó, nó nằm ở một góc thôi chứ nó không bao quát hết cái chuồng. Nhiều nhất là 1/2 chuồng, và cái phần còn lại là Liêm sẽ đắp để cho nó vô đây nó trú khi mà nó sưởi đủ, hoặc là lạnh quá thì nó sẽ vô đây nó trú đó nếu có mùa đông. Đó thì cái điểm sưởi anh em đo ở cái điểm mà trung tâm điểm này nè, nó nằm khoảng 35 đến 40 độ là ok đối với tất cả các loại bò sát không nha anh em. Đó. Còn rùa thì nói chung là cái khay thức ăn của rùa nó hơi đặc biệt là nó phải cạn, tại vì con rùa này nó baby là nó hơi bị lùn nha anh em, nó khó lẹp chuyện hơn các loại khác. Thì anh em nên làm một cái máng nước như vậy đó, anh em phủ lên cho nó cạn để nó có thể uống rất là dễ dàng. Là máng thức ăn đây đó, thì liêm lót cái này là liêm lót bằng củ bắp đó, một thứ dễ tìm ở tất cả các tiệm bếp, vì cái củ bắp này nó có cái lợi là hút ẩm rất là tốt. Thì tất nhiên là khi anh em xài cái này thì phải có thời gian nhất định. Đó là anh em thấy không ổn nữa thì anh em thay là bằng cách mình hốt hết ra là mình đổ cái củ bắp mới cho thôi, đơn giản nha anh em. Đó, không có gì phức tạp. Thì cái dòng rùa này á thì nó không có, anh em phải nuôi nó trong một cái gọi là một cái môi trường, nói chung là nó có nhiều cái vật liệu như thế này để nó đi nè. Chứ ví dụ như cái chuồng này mà mình để gỗ không á thì nói chung là nó vừa mất vệ sinh, vì nó sẽ chay cái phân nó ra, nó không có cái vật liệu hút ẩm như cái củ bắp này, và nó còn làm cho con rùa khó di chuyển nha anh em, tại vì cái móng rùa nó không có bám vào cái gì được nên nó rất khó là di chuyển. Cái thứ hai về khẩu phần ăn của rùa thì đó, anh em thấy không, vip cộng với lá rong uống là ok, tại vì vip nó đã cung cấp đầy đủ rồi, mình chỉ làm cho cái đó rong uống để tập cho em nó ăn thôi, chứ còn không phải là nó là muốn là để bổ sung gì hết, tại vì trong vip nó gần như là đủ tất cả rồi. Đó thì đây là mấy em rùa mình cũng đang ăn mắm như mọi ngày đó, mình chuẩn bị mình bắt vô nha anh em. Đó mình bỏ mấy em nó vào. Thì rùa ở cái giai đoạn này á thì nó chỉ có ăn và ngủ thôi nha anh em. Nó thường thường nó ngủ rất nhiều, anh em đừng có bắt nó chơi nhiều làm phiền nó. Đây nhưng nít nó chỉ có nhiệm vụ ăn và ngủ. Để bắt hết vô cho anh em coi ha. Cái chuồng này thì được 10 bé. Đó, nó thấy đồ ăn nè rồi nó sẽ ăn. Liêm chưa lấy nước nữa, này là Liêm mới setup luôn á, là để dễ nhất cho anh em coi nè. Anh em thấy em chưa lấy nước luôn nè. Đó, cận cảnh đó, những cái chuồng anh em làm mà nếu mà anh em không có hiểu ý nó mà làm cái kiểu mà này không có cái tấm ngang á thì con rùa nó khó bước lên lắm nha anh em. Anh em thấy không, có tấm ngang mà nó còn lên không được nữa đó. Đó, để coi chút nó lên không, nếu mà nó lên không được luôn thì em sẽ điều chỉnh lại. À, chắc lên được rồi, ok. Tại vì anh em để ý á, cái chân của bé rùa, rùa dòng rùa sa mạc á, nó cái chân của nó sẽ có gai nhọn. Này nó không lên hết được. Đó, anh em thấy không, mấy cái gai nhọn á, là để nó leo trèo nha anh em. Nên nó cũng leo cũng khá ok mấy dòng rùa khác. Tại vì ở cái vùng sa mạc, hoang mạc đồ á, nó có rất là nhiều núi đá, nên cái bản tính của con rùa này nó phải leo được nha anh em. Thì như Liêm đã nói clip trước rồi đó, một ngày Liêm sẽ ngâm mắm cho nó từ 5 đến 10 phút. Nếu mà anh em ngâm có nắng và thiên nhiên đó, thì em ngâm 5 phút thôi. Còn Liêm ngâm ở trong nhà bằng nước ấm thì Liêm ngâm 15-20 phút được không sao hết. Đó, để cho em nó hấp thụ đồ ẩm rồi Liêm bắt nó bỏ vào đây. Đó, em nào nó đói thì nó sẽ tự lại nó ăn. Và Liêm sẽ cho ăn đối với rùa baby này một ngày chỉ một lần thôi. Nếu ăn nhiều quá thì cái hệ tiêu hóa của nó sẽ không tốt lắm. Đó, còn ở đây là cái không gian ở dưới, cũng như là ở đây là tầng trệt, còn đây là mái nhà cho nó, để nói chung là nó khi mà size lớn hơn á thì cái số lượng rùa này nếu mà Liêm không bán được á thì nó sẽ có chỗ nó trú chứ nó không có chen chúc lẫn nhau. Thì bây giờ đối với nó thì một ở dưới này hoặc một cái ở trên này cũng đã là quá đủ rồi, nhưng mà thí dụ như sau này mà nó lớn thì sẽ chặt chỗ nha anh em. Nên anh em nuôi á thì anh em thiết kế cái chuồng như thế này nè rất là ok. Thì bên Liêm cũng nhận đóng chuồng luôn đó, anh em có gì liên hệ lên Facebook, Liêm sẽ để dưới mô tả nha anh em.
thì Liêm không có mua bán tất cả cái này, nói thẳng, nên anh em không có sợ bị cái giá kê lên, tại vì Liêm làm cái này là để cung cấp cho những anh em mua bet ở bên Liêm để cho anh em có một cái môi trường tốt cho bé. Thí dụ như nhiều anh em mua rồi xong mà nuôi trong cái kiểu mà cái chuồng chuột đó, hoặc là cái chuồng chim, hay là bỏ trong cái khay nhựa, tội lắm. Vì đơn giản cái chuồng như thế này nè, cái chuồng nuôi rùa thì ít nhất phải là 80 cm, tại vì anh em phải tạo một cái bố cục, một bên nắng một bên mát cho đó. Nếu mà anh em nuôi trong một tăng nhựa thì anh em để đèn lên, bảo đảm tăng nhựa nó sẽ sáng hết luôn, và khi con rùa nó sôi đủ nhiệt thì nó sẽ không có cái gọi là cái điểm mát để nó vô nó núp nha anh em, nên cái việc đó là cái việc rất là nguy hiểm. Nên Liêm khuyến cáo anh em là làm phải trên 80 cm, và tốt nhất là 1m đến 1m2. Như cái chuồng này của Liêm là 1m nè, ngang 60, tại vì cái dòng rùa Sugata này nó leo lên được rồi. Cái dòng rùa Sugata này nó rất thích là đi gọi là đi lang thang, đi tìm tòi, nên anh em làm chuồng rộng thì mấy bé nó sẽ phát triển rất là tốt, tốt hơn là anh em làm một cái chuồng chật hẹp. Thì khi mấy bé di chuyển được nhiều quá, mấy bé sẽ ăn nhiều, phải ăn nhiều thì sẽ mau lớn nha anh em. Đó, thì anh em làm chuồng nhỏ thì bé cứ cố suốt ngày ruồng đúng nằm một chỗ nha, cảm giác là bé ruồng của mình nó không linh hoạt và dễ thương. Đó, thì đây là bố cục của một chuồng rất đơn giản, và đèn này Liêm xài là đèn 300W nha anh em, có tia UVA, UVB. Đèn này mà nếu anh em xài kết hợp luôn máng sứ á, thì nó sẽ tăng cái hàm lượng UVA và UVB, tại vì trong cái lớp sứ mà người ta chán trong cái máng á, máng xịn máng tốt á, thì nó sẽ khuếch đại cái tia đó lên và nó làm cho cái tia đó ra nhiều hơn nha anh em. Đó là những gì mà Liêm có thể chỉ cho anh em. Anh em nào chưa có biết đó, thì anh em về setup một cái chuồng ok, nghĩa là rất là ok cho một cái rùa. Ông này ông leo nãy giờ không được. Đó, thì đói thì tự mò xuống. Anh em đừng có lo sợ gì hết. Anh em đầy con rùa này nhịn đói nó mới chết đâu, anh em thương nó nhiều quá nó mới chết. Đó thì mấy bé này đói thì mấy bé này ăn, đơn giản như thôi. Rồi clip tới đây là hết nha anh em. Xin chúc anh em có một con bò sát đẹp, và đặc biệt là có một con rùa đẹp nha. Xin chào anh em.